Đầu tiên xin chào tất cả các anh em cận thủ đam mê cá từ mình Tổ quốc. Hôm nay em tụ đang chơi một clip gồm 14.000 câu nha anh em. 14.000 câu này 14.000 câu carbon hàng kiện Nhật. Thì trong đó sẽ có 7 cây bên đây là 7 cây phen nòng súng nha anh em, phen xít. Rồi, đến vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng chưa thanh toán đi hàng lỗi một clip nên xin sang lại. Rồi, cảm ơn anh em. Thứ nhất tham khảo. Thì cái thứ nhất em đang cho mọi người là một cây trồng của Daiwa anh em, một hàng của Daiwa. Thì cây này trang bị bộ phen là phen xít nha mọi người. Phen này là phen xít, chất liệu là chất liệu carbon. Anh em. Phen xít anh em, phen Fuji phen xít. Bát là bát Daiwa. Bát Daiwa. Ngoại hình còn khá là ok anh em. Cán mút. Phen xít nha mọi người. Cái này thì hàng chia nên đánh thành đánh cháp thôi. Đánh thành đánh cháp cột tôm, câu cá mè. Nè, phen xít nha, rất là bóng luôn. Em bay qua nha mọi người, hàng bay qua. Thì cây này thì phôi là phôi HX, dài 2m4 nha mọi người, dài 2m4, hàng sản xuất tại Taiwan, mã code sức đầy đủ nha, tem sức đầy đủ. Thì cái này dài 2m4, nặng là 250g, độ cứng ra tầm khoảng 20-30 nha anh em. 20-30 thôi. Hàng chia anh em bánh thanh cháp nha. Đó. Nè, phôi cực kỳ dày luôn. Đó. Phen cực kỳ dày luôn nha mọi người. Đó. Đọt là 1.4L, giá công khai là 750k. Thì cái này có một cái phen trên đây. Đó. Không biết nó nguyên zin hay mấy Nhật làm lại. Đó. Hàng về sau thì em để vậy luôn. Nè, đó, cần sao thì em báo anh em vậy nha, phen này. Vẫn là lỗi xít nha anh em, cái này lỗi xít luôn. Rồi, cây thứ nhất giá là 750k nha anh em. Tiếp theo là cây số 2. Cây số 2 là một cây hàng nội địa nha mọi người. Hàng nội địa chất liệu carbon. Đó. Vẫn chỉ khá đẹp nha mọi người. Bát là bát Fuji tem vàng. Đó. Phen là phen Fuji Sit. Bóng lưỡng. Quán chị cực kỳ đẹp luôn. Phen Sit nha nè. Fuji. Phen này thì khỏi chạy vào đâu được hết. Nguyên bộ nha nè, nguyên bộ phen Sit luôn. Cái này vẫn là một cây hàng chiên cho anh em săn hành cháp nha anh em, câu hành cháp, câu cá mè, đánh tôm. Bát là bát Fuji tem vàng, phen là phen xít chân đen. Đó, nguyên bộ phen xít luôn. Thì cái này độ cứng ra tầm khoảng 20 nha anh em, độ cứng 20, đánh hàng đánh hành đánh cháp, câu đổng. Rất là cảm giác nha anh em. Đó. Thì cái này nặng là 290g, cứng là cứng 20. Dài là 2m45. Đó, đọt là 1.3L, giá công khai là 800k nha anh em. Cây số 2 giá công khai là 800k, hàng khá ok nha mọi người. Tiếp theo là cây số 3. Cây số 3 em đưa cho mọi người là một hàng đề cao của Suzumi. Đó. Hàng carbon. Anh em. Super 2 carbon nè anh em. Chất liệu là chất liệu carbon. Phen là phen Fuji loại xám. Rồi phen anh em coi kỹ luôn. Mấy vết hàng này bình thường anh em, không ảnh hưởng gì hết nha. Keo còn rất là chắc nha mọi người. Phen đẹp đẽ hết nha anh em, đẹp đẽ sạch sẽ hết, chất liệu carbon. Cán 3 khúc cán móp. Đó. Bát là bát Fuji tam hoàng. Cái này ngoại hình đẹp nha mọi người, đại ngoại hình cái này đẹp. Thì mã có sức tem đầy đủ nha mọi người. Đó. Đẹp nha, khá là ok. Thì cái này dài 2m1, dài 2m1, nặng là 250g, độ cứng ra tầm khoảng 50-80. Hàng em đánh trà đánh chép. Đó, câu lăng xê, câu gần bờ, câu trên bè trên thuyền nha anh em. Đọt là 1.7L, giá công khai 800, giá công khai 800k nha mọi người. Đó. Cái số 3 giá công khai là 800k, hàng đẹp nha mọi người, hàng Suzumi 2m1. Em lên cho mọi người là cây số 4.
Thì cây số 4 lên cho mọi người là một cây cần của Ryobi. Đó. Cái này của Korea xuất nhật nha mọi người. Đó, Korea xuất nhật. Cán là cán 3 khúc cán bóp nè anh em. Đó, chất liệu vẫn là chất liệu carbon. Đó. Dòng này dòng carbon sáng chìm nha mọi người. Bát là bát Pussy tam hoàng. Phen là phen Pussy đá xám. Pussy nha anh em, Pussy rõ ràng. Đó. Cán mốt cho anh em. Thì cái này dài là 1m95 nha mọi người, dài 1m95. Đó. Hàng chất liệu carbon, hàng chuẩn cho anh em đánh trên ghe, trên bè, trên thuyền. Bu là bu xít nha, bu xít mô chè. Phen đá xám. Phen ok nha mọi người, phen chỉ ok hết. Tem sức đầy đủ nha. Thì cái này dài 1m95, nặng là 260g, đọt là 2 ly, nặng đọt là 2 ly, cứng là ra tầm khoảng từ 50 đến 80 nha mọi người, cứng từ 50 đến 80. Đó, khoảng đó. Hàng chuẩn cho anh em đánh trên ghe, trên bè, trên thuyền nha. Đó. Rồi, cây số 4 giá công khai là 800k luôn nha. Số 4 giá công khai 800k. Tiếp theo sẽ cây số 5. Cây số 5 là một cây hàng hệ của Shimano. Đó. Thì đây nè, hàng Shimano sẵn bao ít đây. Đó. Cái nội địa nha mọi người. Bát là bát Pussy đời cao của Shimano luôn. Đọt là đọt tháp nha người, đọt tháp. Thì cây này nó có xuất sắc nha. Bu là bu Pussy anh em, bu Pussy màu chè luôn. Đó, Pussy xít màu chè. Phen ok hết nha, phen chỉ ok hết. Thì ngoại hình cây này có xuất sắc nha anh em. Phôi thì khỏi cần bàn. Phôi cực kỳ ok, khỏi nói. Đây nè, nó có xuất sắc đây nè. Đó. Càng xuất sắc thì soi anh em coi xuất sắc. Không sao chứ anh em, chốc lớp sơn thôi. Đó. Câu này thoải mái. Thì cái này dài 2m4, dài 2m4, độ cứng ra tầm khoảng 80 đến 120 nha mọi người. 80 đến 120, nặng là 220g, đọt là 1 ly 9. Đó, giá công khai 900k. Rồi, cây số 5 giá công khai là 900k. Cây này mà không xấu cái là giá tầm 1 triệu ngoài nha mọi người. Đó. Hàng này thì xuất sắc thôi, nhưng mà về đánh thì bao ok nha mọi người. Đó, không lỗi lầm nhất. Đây, tiếp theo chính là cây số 6. Thì cây số 6 lên cho mọi người là một cây cần nội địa, hàng của Senwa. Đó. Hàng của Senwa. Thì cái này 3 đọt nha anh em, 3 đọt. Đọt cứng 50, 80 và 120. Đó, đủ thể loại cho anh em đánh luôn. Phen là phen Pussy đá xám. Bát là bát Pussy. Đó. Cây nội địa nha mọi người. Phen ok cho anh em, ngoại hình đẹp đẽ nha. Đó. Bô Pussy hết nha mọi người. Đó. Không độ chế. Nè, cặp bộ sẵn nha, sẵn chìm. Khá đẹp. Hàng hàng nội địa nha mọi người, hàng sinh qua nội địa. Ba đọt nha anh em, ba đọt. Thì cho anh em chia tùy theo nước với địa hình mà anh em đánh nha anh em. Đó, phen ok hết nha. Thì cái này dài là 2m4 nha mọi người, dài 2m4, hàng sinh qua nội địa. Chất liệu carbon, cán mốt. Thì cây này dài 2m4, nặng là 280-260g. Đọt 1 ly 6 là cứng 50, đọt 2 ly 2 là cứng 80 và đọt 2 ly 5 là cứng 120 nha mọi người. Thì cây này giá công khai là 1 triệu tư nha anh em. Đó. Hàng anh em về đánh cha đánh chép câu lăng xê. Đó, thoải mái câu biển. Rồi, cây số 6 giá công khai là 1 triệu tư nha mọi người. Tiếp theo sẽ là cây số 7. Cây số 7 em lên cho mọi người vẫn là một cây hàng carbon 3 đọt. Đó. Đây nè.
cây này carbon nha em, chất liệu carbon. Quẩn có 3 độ cứng 50, 80 và 120 nha mọi người. Đó. Phen quẩn là phen Fuji, đổi xám. Đá xám hai anh em. Bát là bát Fuji Japan, đóng chữ nổi luôn, tem hoàng. Thì cái này là một cái Bendix Power Bit nha anh em. Đó, dòng Power Bit. Phen là phen Fuji nha anh em. Xuống trên này. Đẹp nha anh em. Sẵn là sẵn chìm. Ba đọc. Hàng chỉnh cho anh em câu tra, câu chép đánh lăn xe nha anh em. Đó, câu trên bè trên thuyền rất là ok luôn. Đó. Thì cái này dài là dài 2m4 nha anh em. Dài 2m4. Chất liệu là chất liệu carbon. Đó. Thì cái này nặng là 300g. Đọt 1 ly 4 cứng 50, đọt 2 ly cứng 80 và đọt 2 ly 7 cứng 120 nha mọi người. Đó, giá công khai cây số 7, giá công khai là 1.7, 1.4 nha anh em. Đó. Giá công khai cây số 7 là giá 1.4. Tiếp theo sẽ là cây số 8 nha mọi người. Cây số 8 mình lên cho mọi người là một dòng cần của Alpha Taco. Đó. Dòng cần của Alpha Taco nha anh em. Thì cái này là phen, là phen nòng súng đó. Bô là bô Fuji chống sắn. Đó, chỗ này nó bị gạch ten một tí nha anh em. Cái ngoại hình ok anh em, soi sẵn soi cho anh em xem kỹ nè. Phen là phen Fuji nha. Bát là bát Fuji. Đó. Hàng cực kỳ đẹp nha mọi người. Thì cái này chỉnh cho anh em câu trên bè trên thuyền nha. Đó, chỉnh câu trên bè trên thuyền luôn. Thì cái này hàng của China xuất Nhật nha mọi người. Đó. Chất liệu là chất liệu carbon China xuất Nhật. Tem sức đầy đủ nè. Rất là mới nha mọi người. Đó. Cây này cứng 30 dài 1m8. Phen là phen Fuji nọc súng. Đó, cứng 30 dài 1m8, phen Fuji nọc súng. Rất là đẹp nha anh em, phen ok hết nha. Đó. Rồi, cây này nặng là 270g. Đọt là 2 ly, độ cứng 30, dài 2m và 1m8. Đó, cứng 30 và 1m8. Cần rất là nhỏ gọn nha mọi người. Đó. Anh em. Rất là nhỏ gọn luôn. Càng rất là mới nha anh em, đổ bóp nó quấn là con. Thì cây số 8 giá công khai là 1900k nha anh em. Đó, số 8 giá công khai là 900k. Càng đẹp cho mọi người. Tiếp theo nữa. Sẽ là cây số 9. Cây số 9 em lên cho mọi người quận là một dòng Daiwa Holylock. Đó. Chất liệu carbon, pen là pen Fuji nòng súng. Đây nè. Đó, pen cực kỳ dày luôn. Foil là foil carbon sẵn nha anh em. Carbon sẵn. Bát là bát Fuji đây qua. Đó. Chóc lớp. Cái này cứng 50, dài 3m nha anh em, cứng 50 dài 3m. Misaki. Đó, hàng đây qua. Nó có xước xác đây nè. Bô là bô phát chống sẵn nha nè, bô chống sẵn. Phen Fuji nồng chống, bô chống sẵn Fuji. Lỗ xếp hết nha, giọng này lỗ xếp hết. Phen đây nè, nhìn bóng khỏi bàn. Rất là bóng nha nè. Đó. Đẹp nha mọi người. Ngoại hình ok nha. Sáng nha anh em, sáng nổi nha anh em. Đó, hàng sáng nổi. Rồi. Cây số 9, cây số 9 thì cứng 50, dài 3m. Đó, cứng 50 dài 3m. Nặng là 350g, đọt là 3 ly, giá công khai là 1.2 nha anh em. Đó. Cây số 9 giá công khai là 1.2. Cây số 10. Cây số 10 em lên cho mọi người là một dòng Neo Forest. Thì cây này em lấy từ nội địa Nhật về nha anh em. Đó, phen là phen Fuji nòng súng. Đó.
bát là bát sushi tam hoàng. Một dòng nội địa nha mọi người. Phen loại ship cho anh em. Rất là đẹp luôn. Thì cái này cứng 30, dài 2m4. Đó, hàng anh em đánh lăn xe, đánh tràm, đánh chép, có trên bè, trên thuyền nha anh em. Bu phu si chống sắn này. Phen đề ba phu si. Hàng đẹp. Phen nòng súng này thì bánh đánh bao cảm giác nha mọi người. Đánh là bao cảm giác nha. Đó. Thì cái này là nặng là 300 gram, đọt là 2 ly, cứng 30, dài 2m4. Đó. Rồi, giá công khai là 1,2 triệu nha mọi người. Đó. Cây số 10, giá công khai là 1,2 triệu. Tiếp theo cây số 11 nha mọi người. Đó, tiếp theo cây số 11. Cây số 11 em lên cho mọi người quẳng một cây của hàng New Forest. Đó. Phen quẳng là phen Fuji nòng súng lõi xít nha anh em. Đây. Nguyên bộ phen nè anh em, cực kỳ ngầu nha. Đó, chất liệu là chất lượng carbon nha anh em. Cây này mới cây kia một tí nha mọi người. Đó. Nè, phen lõi xít nha anh em, phen Fuji nòng súng. Cây này cứng 50, dài 2m4 nha mọi người. Cứng 50, dài 2m4. Bô vẫn là bô Fuji chống sắn. Nè. Đó. Bộ phen này mà anh em ra ngoài mua là cỡ 500 ngàn một bộ rồi. Đó. Chưa tính bung nữa. Đây nè, phen nòng súng nha nè. Chỉ đi tất cả đều ok hết nha. Đó, tem sức đầy đủ nha anh em. Dòng căng nội địa. Đẹp nha. Thì cái này cứng 50, cứng 50, dài 2m4, hàng chuẩn này bánh tra bánh chép cao lăng xe anh em. Đó. Cứng 50 dài 2m4. Thì cái này nặng là 350 g, đọt là 2 ly 5, giá công khai là 1,3 triệu nha anh em. Đó, cây 11 giá công khai là 1,3 triệu. Tiếp theo là cây số 12. Cây số 12 em lên cho mọi người quẳng một hàng của hàng New Progress. Đó. Thì chất liệu quấn này chất liệu carbon, phôi anh em, phôi cực kỳ dày nha. Đó. Bát quấn là bát Fuji tam hoàng. Đó. Phen là phen Fuji nòng súng đỏ xít. Hàng đẹp nha mọi người. Đó, bô là bô Fuji chống sắn luôn nha mọi người. Chỉ là ok hết nha. Bát vẫn là bát Fuji tam hoàng. Thì cái này là một cây hàng chuẩn cho anh em săn hàng anh em. Cây này cứng là 80, cứng 80, dài 2m7 nha mọi người. Đó. Cứng 80, dài 2m7, chuẩn anh em lắm lăn xe, đánh tra đánh chép săn hàng. Đó. Câu biển. Rất là cứng mọi người, cứng ra tầm khoảng 80. Dứt bộ khoan nòng súng này nữa là khỏi chơi. Đó. Thì cái này nặng là 380 g, đọt là 2 ly 5, giá công khai là 1,6 triệu nha anh em. Đó. Rồi, cây số 12 giá công khai 1,6 triệu. Tiếp theo là cây số 13. Cây số 13 em lên trăm người quẳng là một dòng cần mà phen nòng súng nha anh em. Fuji nòng súng quẳng là màu xanh luôn. Thì cái này bát vẫn là bát Fuji tam hoàng. Hàng này hàng của Alpha Taco nha anh em. Alpha Taco hàng Korea xuất Nhật. Thì cái này vẫn là cứng 80 và 27. Đó. Cứng 80 và 27, hàng chuẩn anh em săn hàng nha anh em, săn hàng tính năng xe tính tra tính chép. Đó. Dạng này săn hàng này rất là cảm giác nha mọi người. Nó cũng không quá cứng mà mềm cũng không quá mềm luôn. Thông số bao chuẩn. Rất là ok anh em. Dạng này săn hàng là lên hàng là cần á. Phen nó ôm nguyên cây cần anh em, vậy nhá, vậy nó ôm nguyên cây cần luôn, cực kỳ ok anh em, tem sức đầy đủ nha anh em. Đó.
Rồi, cây số 13. Cây số 13 cứng 80. Cứng 80 H7, nặng là 300 g, đọt là 3 ly. Giá công khai là 1,6 triệu nha anh em. Đó, cây số 13, giá công khai là 1,6 triệu. Rồi, tiếp theo là cây cuối cùng. Cây số 14. Cây số 14 em lên cho người một cây hàng của Daiwa. Đó. Thôi nó sẵn các bò anh em. Rồi, coi sáng nổi nha anh em. Các bò sáng nổi. Phen vẫn là phen Fuji nằm súng bát là bát Daiwa. Đó. Bát Daiwa Fuji nha anh em. Cây này cây 3 khúc nha anh em, 3 khúc. Cứng 30, dài 3 m. Hàng cực kỳ đẹp cho mọi người. Đó. Phen là phen Fuji nha anh em, phen là phen Fuji. Đó, phen Fuji nòng súng đây. Đó. Anh em về chỉnh đánh tra đánh chép nè, cầu lăng xe. Đó, sân hàng. Dòng này nó rất là nhỏ gọn anh em. Đó, cực kỳ mới luôn. Thì cây này của hàng China xuất nhật cho mọi người. Đó, China xuất nhật mã có đầy đủ đây. Đó. Tem đầy đủ nha mọi người. Đó. Màu sơn cũng rất là đẹp luôn. Đó. Thì cây này cứng 30, dài 3 m, 3 khúc, nặng là 195 g, đọt là 1,6 ly. À, đọt là 1,7 ly, giá công khai là 1,6 triệu nha anh em. Đó, cây số 14, giá công khai là 1,6 triệu. Rồi, đó tổng cộng 14 cái càng em ra cho anh em hôm nay. Nếu anh em ưng cái nào chốt để em xuống rồi em tự động liên hệ với anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em nha. Càng đẹp.